Chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về gỗ làm đàn guitar. Nếu bạn là người chơi guitar đủ lâu và dành sự quan tâm đến đặc tính âm thanh của những cây đàn guitar, thì chắc hẳn bạn cũng sẽ nhận ra một điều. Gỗ làm guitar ảnh hưởng rất lớn đến âm sắc và chiều sâu của âm thanh khi chơi đàn. Tất nhiên, mọi bộ phận cấu thành nên cây đàn guitar đều sẽ ít nhiều tạo ảnh hưởng đến âm thanh phát ra của nhạc cụ. Nhưng có lẽ bộ phận tạo ảnh hưởng và quyết định nên chất âm của cây đàn đó chính là mặt trước của guitar, hay còn gọi là mặt top. Và ngay bây giờ, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về hai loại gỗ phổ biến dùng để làm mặt trước của guitar, cũng như so sánh sự khác nhau về âm sắc của chúng. Mình là Trường, người sáng lập câu lạc bộ guitar thiện nguyện PGC, sinh viên chuyên ngành guitar Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hai loại gỗ phổ biến mà các hãng đàn trên thế giới thường sử dụng để làm mặt trước của guitar đó là gỗ tuyết tùng, cedar và gỗ vân sam, spruce. Sự khác biệt đáng chú ý nhất và rõ ràng nhất giữa tuyết tùng và vân sam chính là ngoại hình. Gỗ vân sam có ánh vàng khi gần ánh sáng và sắc độ hơi nghiêng về màu mật ong hoặc màu hổ phách, trong khi gỗ tuyết tùng sẫm màu hơn và sắc độ nghiêng về tông màu nâu. Đây là một cây đàn có mặt trước làm bằng gỗ tuyết tùng. Âm thanh của đàn gỗ tuyết tùng thường rất ấm và có một độ vang rất lớn, thường ngân lâu ở những âm trầm nên khá phù hợp để bạn chơi các tác phẩm sâu lắng, trầm ấm và lãng mạn. Đây là một cây đàn có mặt trước làm bằng gỗ vân sam. Âm thanh của đàn gỗ vân sam thường tươi sáng và thanh thoát, âm sắc thì cân bằng và rất rõ ràng, chủ yếu sẽ ngân lâu ở những nốt cao nên rất phù hợp để chơi các tác phẩm thời kỳ baroque hay cổ điển. Và sau đây mình sẽ chơi một số đoạn nhạc bằng cả hai cây đàn để các bạn có thể so sánh về âm sắc giữa hai loại gỗ. Chắc hẳn sau ví dụ vừa rồi, các bạn đã có những cảm nhận của riêng mình. Âm thanh của cây đàn gỗ tuyết tùng sẽ như giọng nói ấm áp của một chàng trai, còn cây đàn gỗ vân sam lại là giọng hát của một thiếu nữ. Tùy vào sở thích của mỗi người, cũng như chất liệu âm nhạc mà các bạn muốn truyền tải cho khán giả, để từ đó đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình. Và tất nhiên, nghệ thuật của cuộc sống chính là nghệ thuật của sự chọn lựa. Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ bên âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.